Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay làm clip gọi là ngắn ngắn anh em, mà bắt chơi anh em có 2000 Esteban. Nói chung là mở clip ngắn ngắn thôi để xem như thế nào. Ok anh em. Thì bây giờ mình xem coi your store ha, xem có cái gì đó để mình mở xem. Thì trước hết mở Rui, Rui mở rồi anh em, mi mở rồi. Thì để mình xem coi có cái bắt nào ngon ngon đây. Đầu tiên là cái bắt gọi là Hot Midfielder Best Offer. Cái này mở thì được 10 lần anh em, được 10 lần. Nhưng có thêm coin anh em. Đấy. Bắt này khá ok anh em, mở 10 lần là hết đủ 2000 FC Ball rồi. Bắt thứ hai cũng là Hot Midfielder Special Bundle. Cái này thì được 11 lần anh em, 11 lần. Đây là những cầu thủ anh em có thể nhận được, nhưng mà hên hên anh em, hên hên nhận được nha. Nói chung cái này một lần là được 2000 luôn, FC Ball được 1 lần luôn, được 11 lần anh em. Đó. Đây là hai cái bắt khá ngon đây. Tiếp tục để mình xem cái bắt nào rồi. Bắt standard. Standard này thì cũng 10 lần một ngày anh em, 10 lần một ngày. Nhưng mà thấy cái bắt này thì cũng được anh em, cũng ngon ngon, nhưng mà không biết có ngon bắt con kia không. Cũng có còi nè, có còi kìa. Mình thấy đang đánh đò quá, đánh đò dưới mấy cái bắt này quá. Tại có 2000 FC Ball thôi, nên phải gọi là bắt nào thơm thơm anh em, phải thơm thơm chút đó. Thì ok anh em, mình xem xét coi. Xem xét coi nên mở bắt nào đây anh em ơi, bắt nào đây. Hay là mở 10 lần cái bắt này đi. Bắt này 10 lần có coin anh em. Nếu bắt này thì mình nên mở bắt này bên đây còn được hơn. Được re một cái bên này. Bắt này đi anh em ha. Bắt này đi. Bắt standard này là dễ nhất để coi là suy nghĩ lại xíu nè, suy nghĩ lại xíu coi. Nếu mà bắt standard thì mình được cái re cái bên em, re cái bên được thêm bắt nữa ngon ngon anh em. Là cũng được 11 lần. Cũng bằng cái bắt này. Cũng ngang ngang cái bắt này anh em. Đấy 11 lần anh em. Đấy bây giờ sao ta? Giờ khó quá ta. Khó hơi khó nha, hơi khó nha. Thì ok anh em thôi. Mình sẽ gọi là làm cái bắt này đi. Cái bắt này mình được cái bắt ri thêm cái ri nữa để bớt phát lại. Bây giờ sẽ bỏ 5 phát đầu tiên nha anh em. Để xem như nào. Ok, 1000 điểm FC Ball. Vô. Nói chung này làm bắt vui vui mà ngắn ngắn thôi. Trời ơi, rồi xong rồi. Trời ơi, xong rồi anh em ơi. Giờ còn 1000. Bắt con đây hơi đen rồi. Kể nó mở 5 lần anh em, kể nó lỡ rồi. Lỡ rồi em, lỡ rồi. Đáng ráng được con là ngon ngon 90 coi. Trời, xong luôn được 2500 rồi. Quá đen rồi anh em, quá đen rồi. Thôi bị đen rồi anh em ơi. Vẫn còn cái vote phát lại cái rui nè. Cái rui 83-94 nè. Cái rui đây. Rui đây. Đáng ráng này được con Ginola đi. Ginola cho anh em ơi. Vô. Ok nè, vô. Đây. Đấy, vô anh em, vô. Ấy được ngọc em. Chém mưa lít. Croatia hả? Đừng nói sợ em nha. Rồi xong rồi. Quá đen anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi, hôm nay là một ngày quá đen. 2000 FC Ball. Trời ơi, không được gì hết em. Trời ơi, đen rồi. Có lẽ mình hơi sai lầm chăng? Nhưng không sao anh em. Lần sau sẽ làm lại. Lần sau sẽ mở cái Hot Midfielder anh em. Đấy, lần sau anh em. Nói chung là này hơi đen rồi. Thì nói chung là một clip ngắn mà bắt vui cho anh em thôi. Clip ngắn thôi. Đó. Còn cái đội hình của anh này để mình xem coi có gì không. Đây. Đội hình này cũng khá ổn anh em. Không có lý do nào. Cũng có up trend mấy vài trend anh em. Up vài trend cũng hơi tốn kém. Đội hình là tổng là 180 em coi nè. Cũng khá ok anh em. Khá ok. Nên thay con LB chắc điên 3 nè. Đấy. Là được. Đó. RV nữa nè. Đấy là ok. Mấy con kia thì thấy khá ổn rồi. Thì ok anh em, mày làm clip ngắn anh em, clip ngắn chơi thôi, đã vui rồi mà bắt chơi nào. 2000 FC Ball nó bay thì theo mày khó, nhưng mà không được cái gì ngon anh em. Lần sau sẽ làm lại. Ok anh em, mình kết thúc clip đây anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em nhớ like share nha anh em, nhớ like share nha. Và anh em là chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.